Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel, mình là Ngọc Vi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay lại với những câu chuyện thú vị mà ít người biết về thế giới công nghệ. Những câu chuyện ngày hôm nay của mình sẽ kể về Steve Jobs, cha đẻ của Apple và cái tên đã trở thành huyền thoại. Câu chuyện đầu tiên sẽ là câu chuyện về chiếc Mercedes-Benz không hề gắn biển số trong 4 năm mà không bị phạt. Steve Jobs từng sở hữu cho mình một chiếc Mercedes-Benz màu bạc không hề có biển số trong suốt quá trình sử dụng của ông. Một số người cho rằng chắc là ông đã dư khả năng thanh toán hóa đơn tiền phạt trong suốt ngần ấy năm. Còn một số người lại cho rằng Steve Jobs đã có giao kèo với chính quyền sở tại để có được đặc quyền đi xe mà không cần biển số. Cuối cùng thì Kailas, người làm việc tại bộ phận an ninh của Apple, đã bác bỏ những đồn đoán trên và tiết lộ sự thật bất ngờ đằng sau. Đó là Steve Jobs và người thân cận của ông đã phát hiện ra kẽ hở trong luật pháp của California khi cho phép những chiếc xe mới có một khoảng thời gian để đăng ký biển số là 90 ngày và một khoảng thời gian vài tuần để người mua và đại lý thực hiện các thủ tục pháp lý. Tức là mỗi chiếc xe khi mua về thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian 6 tháng tham gia giao thông mà không cần biển số. Steve Jobs đã thực hiện một thỏa thuận nhỏ với công ty xe hơi để ông có thể đổi xe 6 tháng một lần. Chiếc xe được đổi vẫn là chiếc Mercedes-Benz màu bạc y hệt. Tất nhiên, công ty xe hơi này đã gật đầu đồng ý bởi vì một chiếc xe từng được đi trong 6 tháng bởi người sáng lập Apple sẽ trở nên rất thu hút người mua. Còn Steve Jobs mặc kệ gièm pha của thiên hạ, ông vẫn cứ làm điều mình thích và khiến cho người hâm mộ phải trầm trồ vì sự thông minh của mình. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về sự thẳng thắn và cay nghiệt. Năm 1984, Guy Kawasaki, một người nổi danh trong cộng đồng phát triển Mac, đang làm việc ở văn phòng, thì Jobs xuất hiện cùng một người nữa. Jobs đã hỏi Kawasaki về chương trình dành cho Mac của công ty Nowhere. Kawasaki đã nói hết những gì mình nghĩ và phần lớn đó là những quan điểm tiêu cực. Ngay khi ông vừa kết thúc, Steve Jobs quay sang nhìn người đàn ông đi cùng và quay lại nói với Kawasaki một câu rất nhẹ nhàng. Giới thiệu với cậu, đây là CEO của Nowhere. Và theo Kawasaki, dù đối xử với mọi người như thế, ông ấy vẫn lôi kéo được những con người tài năng cùng làm việc vì ông ấy luôn đánh giá cao những ý tưởng, sản phẩm tốt. Nếu muốn thực hiện điều tuyệt vời, bạn có thể tới Apple, nhưng đổi lại, bạn sẽ có lúc phải hứng chịu cảnh bẻ mặt. Lối quản lý khắc nghiệt của Jobs còn thể hiện qua bài phát biểu với ban lãnh đạo rằng: "Tôi hỏi người lao công sao không đổ rác trong phòng tôi. Người đó giải thích rằng không có chìa khóa. Tôi chấp nhận. Họ được quyền thanh minh vì sao và tại ai mà họ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tóm lại, một công nhân vệ sinh được phép bào chữa cho sai lầm của mình. Còn người lãnh đạo thì không. Ở đâu đó giữa vị trí của người quét rác và một CEO là lằn ranh ngăn cách về quyền được bào chữa sai lầm hay không. Nếu muốn ngồi vào ghế phó chủ tịch, các vị phải vượt qua lằn ranh đó. Kể từ đó, chưa một phó chủ tịch nào tại Apple phạm sai lầm đến mức bị sa thải." Và không chỉ đối với những nhân viên dưới quyền của mình, Steve Jobs thậm chí còn khắc nghiệt ngay cả với đối tác của mình. Công ty công nghệ VLSI, một công ty sản xuất chip và là một trong những đối tác của Apple, gặp phải một số khó khăn nên không thể cung cấp đầy đủ chip cho Apple theo đúng hạn. Kết quả là Steve Jobs đã xông thẳng vào một cuộc họp, bắt đầu la hét và chửi bới công ty này với những từ ngữ vô cùng thô tục, thậm chí ví họ là một thằng khốn nạn. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện về vết bẩn ở gian hàng mini. Sau một cuộc phẫu thuật vào năm 2004, Steve Jobs đã giới thiệu thiết kế gian hàng mini khoảng 70m² tại trung tâm thương mại Stanford với trần và sàn trắng tinh, tường thì được làm từ thép không gỉ của Nhật tới một số phóng viên. Về mặt giấy tờ, thiết kế gian hàng này trông rất là đẹp, nhưng trong thực tế, tường thì lại đầy dấu vân tay và sàn nhà thì in đầy các vết đen. Kết quả là khi tấm màn che được kéo xuống, một nhà báo đến từ tờ tạp chí danh tiếng đã lập tức quay sang hỏi Jobs rằng ông có tham gia vào thiết kế hay không. Steve Jobs nói có, lúc đó nhà báo này tiếp tục nói, rõ ràng bất cứ ai thiết kế cửa hàng này đều chưa bao giờ từng phải lao sàn nhà trong đời. Jobs nhíu mày và bước vào bên trong. Vài tháng sau, vì nhà báo kia được một lãnh đạo Apple kể lại rằng ngay sau buổi lễ ngày hôm đó, Jobs đã yêu cầu tất cả các nhà thiết kế đến gian hàng và thức cả đêm quỳ gối lau sạch bóng sàn nhà màu trắng. Câu chuyện thứ tư là cảm giác áy náy vì cách hành xử với mọi người. Với những câu chuyện như trên, chúng ta có thể đã thấy một Steve Jobs là người nổi tiếng có phần khắc nghiệt, độc đoán, nhưng thật ra ông ấy cũng không ít lần ân hận về cách mà ông ấy đối xử với mọi người. Steve Jobs từng tham dự buổi gặp mặt đầu tiên của Shiva Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giảm thiểu số người mù lòa ở Ấn Độ. Và như mọi khi thì ông dễ trở nên nóng giận và bị cuốn theo những ý tưởng của mình, đến nỗi có lúc ông đã la hét trong bài diễn thuyết, mặc cho người bạn thân Larry đang tìm cách giúp ông giữ bình tĩnh. Và sau đó, Larry đã tìm thấy Steve Jobs trong xe ở bãi đỗ và con người vĩ đại ấy đang ngồi khóc vì thấy xấu hổ với cách cư xử của mình.
ông đã quay lại buổi họp và xin lỗi mọi người về cách ứng xử. Một câu chuyện nổi bật nhất về trái tim tình cảm trong một con người khắc nghiệt Steve Jobs đó là việc từ chối được hiến gan vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Tim Cook, CEO hiện tại của Apple, đã từng có một cuộc trao đổi với Steve Jobs vào lúc mọi thứ đang rất tồi tệ khi ông phát hiện ra nhóm máu của mình trùng với nhóm máu của người tiền nhiệm. Cả hai cùng có một nhóm tế bào máu hiếm gặp tuần hoàn trong cơ thể và may mắn là sức khỏe của Tim Cook vẫn rất tốt. Vì thế, ông đến gặp Steve Jobs và ngỏ lời hiến một phần gan cho người bạn chí cốt. Lúc đó, Jobs thậm chí không buồn suy nghĩ về lời đề nghị đó dù cho ông đang cần gan một cách tuyệt vọng và ông sắp phải chết. Steve Jobs gần như bật dậy khỏi giường chỉ để hét lên một cách kiên quyết và tuyệt đối: "Không, tôi sẽ không làm thế." Theo Tim Cook, trong suốt 13 năm họ biết nhau, Steve Jobs chỉ hét vào mặt ông 4 đến 5 lần và đây là một trong số đó. Trên đây chỉ là một số ít trong hàng loạt những câu chuyện thú vị mà ít người biết về cha đẻ của Apple, Steve Jobs. Nhưng cũng một số ít câu chuyện này cho ta thấy được tính cách của một huyền thoại vừa khắc nghiệt vừa tình cảm. Sự khắc nghiệt của ông là để có được một Apple của ngày hôm nay. Steve Jobs rất nóng nảy, hay giận dỗi, rất dễ vỡ và đôi khi tỏ ra nhỏ nhen. Nhưng tại sao Jobs lại khắc nghiệt như thế? Bởi vì ông ấy muốn sự hoàn hảo ở người khác và cũng đối xử như thế với bản thân mình. Chúng ta không thể hiểu hết những nguyên nhân bên trong, nhưng chính những tính cách như thế này đã tạo nên một huyền thoại trong thế giới công nghệ. Còn các bạn thì sao? Các bạn còn biết đến những câu chuyện thú vị nào nữa của những ông trùm công nghệ? Mời để lại comment chia sẻ bên dưới nhé! Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại!